Sư cho con hỏi, con có nghe giảng của một vị sư nói rằng một người nếu hiện thời hưởng thụ hết cạn phước thì không thể chứng thánh được, việc này có đúng không ạ? Nếu như mà quý vị nghe một ông sư Nam Tông mà giảng như vậy thì xem lại coi có phải là vị đó trước đó là đang kể đến cái tích truyện pháp cú của cái bài kệ là sớm trẻ không sớm biết tu hành, chăm lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xao chết dần. Có phải là cái bài kệ đó hay không? Tại vì nội dung bài kệ đó là nhắc đến hai vợ chồng trẻ không có lo tu, trẻ cũng không có lo làm ăn. Cho nên khi mà về già ăn chơi hết tài sản của mình thì tài sản thế gian hết, mà do cũng không có tu cho nên là cũng cạn luôn tài sản xuất thế gian, dẫn đến cái chuyện là không còn con đường thánh đạo thánh quả nữa, mất hết tài sản thế gian và tài sản xuất thế gian. Coi coi có phải đang nói về cái sự kiện đó hay không ha? Bởi vì chúng ta nên biết là kinh tạng là mình phải áp dụng cho nó trọn vẹn, nó đầy đủ hoàn cảnh xuất xứ, chứ còn mình chích mình bóc ra một câu thì nhiều khi nó kẹt lắm. Rồi từ đó rồi mình cứ mình nghĩ là vị này nói sai, vị kia nói sai, vị này nói đúng, vị kia nói đúng, thì cái đó là không có nên ha. Còn nếu như mà không phải cái đó thì mình phải xem lại. Tại vì như thế nào là cạn phước, mình phải định nghĩa như thế nào là cạn phước. Nếu mà cạn phước tốt, sư nói tốt nhất là định nghĩa theo cái chú giải pháp cú, cái bài kệ hồi nãy sư vừa nói, tức là mình ăn chơi hết tài sản thế gian và từ trẻ cho tới già mình cũng không tu hành, không xuất gia, thì tới hồi mà về già, hồi trẻ ha, mình giàu có, mình thông minh sáng láng, nhưng mà mình ăn chơi rồi mình đàn điếm rồi mình phá hoại, mình tiêu hao hết tài sản, thì tới hồi già đó cô độc một mình, không có tài sản, rồi bắt đầu rồi cũng dốt nát, cũng không còn cách chi để mà tu, thì cái đó là cái kiểu cạn phước. Thành ra là mình nên hiểu kỹ cái gọi là cái hoàn cảnh ra đời của cái một cái câu giảng ha. Không biết cái này để Tuệ Tường có chia sẻ hay không, hay là cho qua. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, riêng về cái quan điểm ban đầu á, sư cũng hoàn toàn với đức hành tại, có nghĩa là nếu mà câu này được đặt trong hoàn cảnh của hai vợ chồng trong cái pháp cú Mahathana đó, hai người đó, đó thì là đúng. Nhưng mà rồi chúng ta suy xét về khía cạnh mà nằm ngoài câu chuyện đó, tôi nghĩ cái cạnh chung chung đó, tại vì khi mà nói là hết cạn phước, từ hết cạn phước đây nè, ngay cả quý vị biết đó, là nổi cái từ phước này nè, quý sư cũng đã nhắc rất nhiều, rất là nhiều lần rồi. Có tới ba loại phước, lẫn phước vật của đức trí, khi mà nói cạn là cạn cụ thể là như thế nào thì khó mà nói là cạn là cạn thế nào, cạn một lúc ba cái hay là cạn một lúc một cái sao. Tại vì giống như trường hợp ngày Angulimala đi, đúng không? Đó, ngài cũng giết người hàng loạt gì đó, giết người hàng loạt đó, nghĩa là ghê gớm gì đó, yeah. Nhưng mà vẫn giác ngộ được. Rồi có những trường hợp mà nó cá biệt, nhớ trường hợp ngàn nguyên lý ma lá cá biệt nha. Rồi một trường hợp cá biệt tương tự như vậy là cái ông triệu phú mà ông bổn sản kinh khủng luôn, bổn sản nó không dám ăn gì á, rồi Đức Phật cử ngày một kiền liên đến mà dùng thần thông tiếp độ vậy đó. Nếu mà nói trường hợp đó là ông thiếu phước gì? Mặc dù phước vật không có, nhưng mà về cái phước đức á, phước đức về cái đức ổng không có thôi.
Vì sao? Vì ổng là người bổn sản không có cái ngay trong cái kiếp hiện tại á, là ổng cũng đâu bao giờ quan tâm đâu, không. Rồi lại một trường hợp và nhiều trường hợp khác nữa, trường hợp cá biệt khác nữa, cho nên mình đây phải hiểu cái từ phước rất là rộng lớn, cho nên là hỏi chung chung như quý sư nó thật sự quý sư cũng riêng bản thân sư nha, sư cũng không biết là trả lời như trong trường hợp nào nhé. Cho nên đó, khi mà nói về cái cạn cạn phước này nè, nếu mà một người nghe sư suy nghĩ nghe cạn phước ba, cạn ba là phước á, có người cạn ba là phước chắc người đó không phải là người nữa, đó là một 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 cái chúng sanh, một chúng sanh mà ở bốn bốn con khổ thử vị. Nếu mà nói là nếu mà gọi là cạn ba cả ba là phước, còn khi mà ví dụ mà một người mà cạn mà phước vật hay cạn phước đức á, cạn phước trí á, thì nó rất dễ phân biệt. Rồi cái yếu tố mà nói là giác ngộ nữa, giác ngộ nữa, yếu tố mà giác ngộ á, trong quyển vận hành của nghiệp á, ngài báo ngài nói là hai yếu tố tiên quyết đó là minh hạt giống minh và giống hạnh. Khi mà hạt giống minh là chắc hạt giống hạnh này nè, quý vị có thì biết bộ, quý vị lỡ may quý vị có xui rủi giống như trường hợp ngàn ăn liếm má lá, quý vị vẫn có cơ hội giác ngộ. Hạt giống minh, hạt giống hạnh này nè, đại diện cho giống như là tâm nhân đầy đủ ba la mật và có duyên, thế nó rõ ngài có duyên với Đức Thế Tôn để ngài tiếp độ. Trường hợp á, mà hai vợ chồng á, Ma Tha Ná là có đầy đủ ba la mật, là người tâm nhân có khả năng chứng ngộ nhưng mà lại không có duyên để Đức Phật tiếp độ, cái trí tuệ nó hạt không giống giống minh, nó không có, cho nên điều đó là nó cho nên hai vị đó, hai người đó không thể chứng thánh được, cho nên là mình phải hiểu sâu rộng hơn vậy. Cho nên là câu hỏi này sư chỉ dừng cái mức phân tích ở đó thôi, tại vì nó quá là sâu quá rộng đi, và cũng xin kết thúc cái phần trả lời này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Nhưng mà khoan, trước khi qua câu hỏi tiếp theo thì sư chợt có một cái suy nghĩ như vậy. Nếu mà mình sợ mình xài hết thì tại sao bây giờ mình không lo mình làm? Cái chỉ có những cái kẻ ngu á thì mới chỉ biết ăn chứ không biết làm, là miệng ăn núi lở. Còn mình mà mình khôn thì mình phải biết làm. Ví dụ như bây giờ mình giàu quá, mình biết mình đang hưởng cái phước vật ha, thì mình lo mình đem những cái tài sản đó mình đi tái đầu tư. Tái đầu tư bằng cách gì? Bằng cách làm phước. Sư biết có rất là nhiều người họ họ nỗ lực họ làm phước, thì đó là một kiểu tái đầu tư, đó là điều tốt. Rồi cái phước đức cũng vậy. Bây giờ mình có được sắc đẹp nè, mình có được sức khỏe nè, mình có được nhiều người thương mến, là mình có được cái phước đức. Thì đã có rồi thì mình lo mình đầu tư thế, mình vun bồi mình gìn giữ nó bằng cách gì? Bằng cách giữ giới. Đấy. Rồi cái phước trí, bây giờ mình có được cái trí tuệ, mình học đạo hay là chuyện đạo chuyện đời mình đều thông thuộc, thì mình cũng ráng mình vun bồi thêm cái phước trí tuệ, ráng nỗ lực hành thiền chỉ và quán. Nhưng mà đặc biệt nhất như Đại Đức Vệ Tường nói, mình phải vun bồi hai cái phước đặc biệt, đó là minh và hạnh. Bằng cách gì? Bằng cách làm bất cứ điều gì cũng phải hướng đến mục tiêu là đến sự chấm dứt khổ. Và nhớ gieo duyên, gieo duyên với Phật, gieo duyên với Tam Bảo. Tại vì có những trường hợp á, mình không có duyên với Phật nhưng mà mình có duyên với đệ tử của Ngài, mình có duyên với tăng đoàn thì cũng được, không sao hết. Thì mình phải gieo duyên, muốn có duyên với Tam Bảo để Tam Bảo độ thì mình phải gieo duyên, chứ còn mình không gieo duyên thì mình cũng chịu thua thôi. Thì đó là những cái mà sư vừa mới chợt nghĩ đến và sư chia sẻ với quý vị. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.